Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Funny Ghost Review. Hôm nay chúng ta cùng tiếp tục xem diễn biến cuộc tình của chàng Đông Hoa Đế Quân với cô nàng báo thủ Phượng Cửu trong những tập tiếp theo của bộ phim Tam Sinh Tam Thế Trẩm Thượng Thư qua những tập tiếp theo nhé. Đang chật vật chống trả với đám rơi yêu thì thêm Cơ Hoành tới báo. Mân Tô đỡ đòn cho Cơ Hoành rồi trọng thương ngất đi. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc thì một con hỏa long bỗng đâu xuất hiện đánh bay lũ rơi yêu. Mặc dù rất cố gắng nhưng lũ rơi yêu liên miên không dứt, hỏa long tiên sinh bị trọng thương đành thu mình lập trận pháp phòng hộ. Cơ Hoành thắc mắc tại sao hắn không tiếc sinh mạng cứu mình. Con nhìn rất giống mẫu thân, trên người con có một miếng vảy rồng. Năm 6 tuổi cô bị xích hỏa tấn công là ông ấy đã dùng vảy rồng cứu cô. Kể từ đó khi cô gặp nạn ông luôn cảm ứng được và tới ứng cứu. Âm thầm bảo vệ ta suốt ngần ấy năm, vậy rốt cuộc ông là ai? Ta là phụ thân con. Cô không chấp nhận được sự thật rằng năm xưa không chịu được ma quân tàn bạo, mẫu thân cô đã lẩn trốn và gặp được ông sau đó sinh ra cô. Ngay lúc này Đông Hoa tới thu thập linh hoa thảo dược, nghe được tiếng khóc trong động. Tiện đường ghé qua ứng cứu, ông Hoa sững sờ trước thương tổn của hỏa long lão nhân. Mặc cho Cơ Hoành van xin nhưng đế quân chỉ biết lắc đầu, quá muộn rồi. Cha con mới nhận nhau chẳng được bao lâu đã phải chia cách âm dương. Chả quen biết gì nhưng cậy mình sắp hẹo hỏa long cầu xin đế quân tìm cách giải hàn độc thu thủy cho Cơ Hoành. Đế quân bao đồng gật đầu đồng ý ngay, dù rất day dứt tiếc nuối nhưng ông phải ra đi trong tiếng khóc than của Cơ Hoành. Tại Ti Mệnh phủ, hồ ly Phượng Cửu lao tới đè Ti Mệnh ra hành hạ, rồi gặp bút viết tên cho Ti Mệnh biết bà đây là Phượng Cửu. Ti Mệnh thắc mắc sao tiểu điện hạ lại biến thành linh hồ bình thường rồi. Sau một loạt khoa chân múa tay giải thích mà Ti Mệnh không hiểu thì Phượng Cửu viết chữ vào thẳng vấn đề, chị đây đã có thai với đế quân. Ti Mệnh mắt chữ A miệng chữ O, bị lừa rồi nàng, nếu chỉ hôn với nắm tay mà có baby thì ta đây cũng có hai tiểu Ti Mệnh rồi. Đế quân vận công chữa thương cho Cơ Hoành bị phản phệ thương tích ở tay. Cơ Hoành quay lại cảm ơn nhưng hàn độc chưa được giải quyết triệt để. Nhìn Mân Tô, Cơ Hoành thương xót cầu xin đế quân giúp đỡ, không là ma chủ quyết không tha cho Mân Tô. Đế quân thắc mắc rốt cuộc hai người có quan hệ gì. Cô kể chuyện hai người là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Mân Tô đối với cô là người không thể thiếu trong cuộc đời. Ca ca cô ban hôn cô hoàn toàn không đồng ý. Đế quân định nói gì đó nhưng thấy Cơ Hoành nặng tình quá đành thôi. Phượng Cửu sau khi tới bắt nạt Ti Mệnh liền trở lại vòng kết giới bảo vệ, chê đế quân gà kết giới này sao cản nổi ta. Đế quân mang Cơ Hoành về ma giới, ma chủ hỏi tại sao nàng bị thương. Đế quân lạnh lùng đáp nàng bị trúng độc thu thủy. Ma chủ dâng trà cảm tạ, sau đó hỏi chuyện trong nói hai người đã xảy ra chuyện gì. Đế quân giải thích không có chuyện gì, nhưng ma chủ lôi lời hứa giúp một việc khi xưa ra ép đế quân phải cưới Cơ Hoành. Còn bồi thêm vì hòa bình tiên tộc và ma giới khiến đế quân đành chấp nhận và kêu ma chủ thả thị vệ của Cơ Hoành ra. Đã liên hôn thì ma chủ nên quản lý tốt đám ma tộc hay gây rối vào. Trọng Lâm trở về nghe tiếng chân Phượng Cửu tưởng đế quân, hắn làm nàng mừng hụt. Nàng dỗi khóc làm Trọng Lâm sợ đành mở kết giới cho nàng ra ngoài chơi một lát. Chỉ chờ có thể nàng vọt chạy làm Trọng Lâm biết mình bị lừa đuổi theo không kịp. Gặp ngay đế quân trở về, Phượng Cửu nhào vào ôm chầm lấy ngài. Nhận ra đế quân có việc là đi hái thuốc cho mình, Phượng Cửu rất xúc động. À, công túa nói chuyện mà bị bơ, đế quân hỏi chuyện tiểu cửu đâu kêu cô ấy tới sắc thuốc giúp ta. Thế là à nói tiểu cửu đột nhiên biến mất, nghi là à đã cấu kết với ma tộc bỏ trốn. Rồi thấy đế quân mê tiểu hồ ly quá kêu thuộc hạ chăm sóc hộ. Đế quân bảo không cần, nếu không có người thích hợp vậy để ta tự chăm sóc hồ ly. Con à vênh mặt nói hồ ly này lai lịch không rõ, đế quân nên cẩn thận. Đế quân phớt lờ à còn đeo miếng ngọc vào cổ cho Phượng Cửu khiến nàng ta ảo tưởng đây là vật định tình trong truyền thuyết. Đế quân nghĩ về tiểu hồ ly lao vào tỏa hồn ngọc cứu mình mà nhớ tới hỏa long. Thì ra hỏa long năm xưa là tướng lĩnh của đế quân, từng bao phen vào hy sinh quên mình cứu ngài ấy. Vậy mà vừa rồi hắn vì tình mà chết, đế quân muốn biết chữ tình như nào mà khiến cho ai nấy cũng có thể quên mình như vậy. Hồ ly thầm nghĩ ta yêu ngài nhưng sẽ không để ngài vì chữ tình mà hy sinh như vậy đâu. Phượng Cửu chơi với đế quân xong lại chạy qua báo Ti Mệnh. Thì ra là cô nhờ Ti Mệnh tìm giúp cô lọ cao dưỡng thương, mang về cho đế quân bôi vào vết thương cho mau lành. Đế quân rất vui vẻ hạnh phúc, còn đưa cả tay ra cho tiểu hồ ly bôi cao giúp mình nữa. Nở nụ cười vuốt ve nghịch đuôi Phượng Cửu, tiểu cửu còn để lại điểm nhấn bằng dấu chân mình trên bức tranh Đông Hoa vẽ. Hơn nữa còn đích thân vẽ bằng chiếc bút làm tư lông hồ ly. Thế là nàng có nhiều ký ức với đế quân rồi. Nàng càng có thêm động lực giúp đế quân để tạo nên những kỷ niệm đẹp cùng người. Để tiểu hồ ly có chỗ nghỉ mát mùa hè, đế quân đã hủy đi cây bạch đàn làm cho tiểu hồ ly một nơi nghỉ mát lý tưởng. À công túa thấy thế càng gato, khiến nô tỳ phải thông não, công túa sao lại đi so sánh mình với con vật như vậy, à tức giận bỏ đi. Phượng Cửu thầm chê đế quân chỉ biết đọc sách. Nhìn mặt hồ ly, đế quân biết ngay nó muốn gì liền vừa vuốt ve vừa đọc sách. Phượng Cửu thấy nhàm chán thầm nghĩ sau này sẽ đưa đế quân tới Thanh Khâu chơi. Có nàng thì nàng sẽ không để đế quân cô đơn nữa. Ti Mệnh về phủ thì thấy tiểu hồ ly đang nằm phè phỡn ra bàn. Ê đế quân mà thấy thì xấu hổ lắm á. Thế là hồ ly ngồi ngoan lại ngay.
Ti Mệnh đi nghe thuyết giảng mang về hạt giống cây hàn thạch thảo làm thuốc tốt, quên hết ưu phiền, hoa của cây làm nguyên liệu nấu ăn rất tốt. Hồ Ly nghe xong tít mắt lấy ngay về trồng vì đây là hạt cuối cùng của cây. Rồi chuyện gì tới cũng tới, thứ đế quân thích nhất đó là câu cá và làm món cá rán sốt cà chua. Được đế quân tự tay nấu ăn cho Hồ Ly rất khoái dí mỏ vào ăn. Ai ngờ đời không như mơ, Hồ Ly ngẩn ngơ không biết giả vờ với đế quân kiểu gì. Món ăn rất tệ nhưng vì sự tích cô và Dạ Hoa, để cắp tình cảm Dạ Hoa đã ăn hết món ăn cô nấu. Thế là Hồ Ly cố nuốt cho bằng sạch con cá. Lông cũng rũ hết ra rồi, nàng với để đế quân biết món ăn tệ như nào. Ai ngờ ngài lại hiểu lầm là thêm đĩa nữa. Ngài bảo mai sẽ lại làm tiếp cho ngươi ăn. Không ngờ món ăn đến tự ngài ăn cũng phát ghê vậy mà Hồ Ly có thể ăn hết. Ngài rất khoái chỉ, thì ra đam mê này vẫn còn cứu vãn được. Hôm sau không chỉ một đĩa mà làm tận 5 đĩa cho thỏa đam mê. Hồ Ly nhà ta nhảy như lên đồng ăn cố cho hết 5 đĩa, xong lảo đảo ngã lăn. Do ăn nhiều món cá của đế quân khiến nàng dị ứng trụi hết lông. Định tới nói thẳng về món cá thì nghe Liên Tốc đang hỏi sao ngài lại đam mê nuôi hồ ly làm linh sủng. Đế quân bảo do có duyên, duyên gì cơ chứ. Nó cảm thấy cá ta làm rất ngon, Liên Tống nghe xong đứng hình, nếu thế thì thật đặc biệt. Nghe tới đoạn này làm Phượng Cửu thương, không muốn làm đế quân thất vọng, đành âm thầm chịu đựng tiếp vậy. Nằm mơ thấy cô được tô cả móng lẫn vẽ hoa lên trán cơ mà hoa này chứng tỏ đế quân biết thân phận cô. Làm cô giật mình dậy thấy lời nhắn thức giác tìm ngài ăn cá tiếp. Tới nơi thấy công túa đang hờn, bảo hồ ly đó có gì vui chứ chơi với ta vui hơn nè. Nếu còn như vậy ta sẽ không tới Tây Hoang làm mưa nữa. Ta nhận lời phụ thân muội trông nom muội thôi chứ có phải suốt ngày quan tâm tới muội đâu, hơn nữa muội sao lại đi tính toán với một con thú cưng làm gì. Thế là à hài lòng lên mặt ngươi cũng chỉ là con thú cưng thôi nghe chưa. Phượng Cửu buồn bã qua bên tự kỷ, lôi bức họa ngày trước ra thì bị Trọng Lâm bắt tới. Cô định lao vào đế quân thì bị cản lại bảo có khách không nên làm loạn. Kiệu hoa mạ vàng đưa nàng ra mắt phu quân tương lai. Cơ Hoành ra lễ chào đế quân rồi tới vuốt ve tiểu hồ ly, nhưng chị đây đang ghen dãy dụa bỏ đi. Cơ Hoành hơi hụt hẫng thì đế quân bảo thôi bỏ đi, sau này còn nhiều cơ hội thân thiết với nhau. Hôm sau Liên Tống tới tìm đế quân hỏi chuyện. Nghe đồn đế quân nhà ta sắp cưới vợ, đã mấy vạn năm ngày không lập đế hậu, không biết vị cô nương nào mà khiến ngài gật đầu đồng ý, lèo nhèo ít thôi có gì nói đi. Thì ra sắp tới Thành Ngọc sẽ tổ chức sinh thần. Liên Tống muốn làm một thần khí để tặng lấy lòng nàng. Thứ vũ khí này đánh gần thì là đoàn đao, đánh xe sẽ hóa thành trường kiếm, xa hơn thì là ám khí phóng ra ngân châm. Viễn chiến thì sẽ hóa thành cây cung, khi rảnh rỗi thì có thể biến thành dao bếp nấu ăn. Đa năng như vậy, đặc biệt như vậy mới thể hiện tâm ý của Liên Tam điện hạ ta. Đông Hoa kêu ồ, cái thứ này đơn giản dữ ha, dễ làm dữ ha, Tam thái tử tự làm đi ha. Ta chế tạo vô số pháp khí nhưng cái thứ pháp khí biến thái như này chỉ có thể nhờ đế quân mà thôi. Phượng Cửu coi bản vẽ thấy rất cầu thả khó chế tạo, mà chế tạo pháp khí là nghề của cô. Vậy nên cô quyết sửa lại bản xe để nâng tầm giá trị của mình trong mắt đế quân. Cầm kỳ thi họa thì khó nhưng chế tạo pháp khí thì có mà gọi chị đây bằng cụ. Liên Tống gạ kèo bảo Đông Hoa rèn cho hắn đoàn đao này thì hắn sẽ vẽ bản đồ nơi có nhiều đất sứ của Huyền Minh giao cho ngài tới lấy. Đông Hoa đế quân thắc mắc, cớ sao ngươi biết mà ca tự đi lấy, vậy ta đây chỉ làm nguyên liệu rèn, ngươi tự đi mà rèn. Thì ra đây là vùng đất của Huyền Minh mà vợ của minh chủ phải lòng Liên Tống nên minh chủ cay lắm không tới đó lấy được. Đế quân thông minh nói, hắn ghét ngươi thế chi bằng ngươi về đổi hết đồ sứ xong tung tin dị ứng với đồ sứ. Tới sinh thần của ngươi, ngươi mời hắn tới chắc chắn hắn sẽ tặng nhiều đất sứ đồ sứ để khịa ngươi, xong ngươi đưa cho ta. Liên Tống không phục trước mưu mô của đế quân đồng ý ngay. Đế quân ra ngoài tìm nguyên liệu chế tác, du hồ ly đi thì hồ ly còn âm thầm ở lại sửa bản vẽ nữa nên quyết không theo. Chờ ngài rời khỏi Phượng Cửu liền tha bản vẽ tới phủ Ti Mệnh, nhờ hắn mô phỏng vẽ lại theo ý của nàng. Xong xuôi đem bản vẽ về để lại trên bàn. Ai ngờ Cơ Hoành tới chơi làm đế quân hiểu lầm là nàng ấy đã sửa lại bản thiết kế. Cơ Hoành nghe bùi tai cũng không từ chối, ki ki cóp cóp cho cọp nó sơi. Phượng Cửu cay quá đớp cho Cơ Hoành một cái, bị đế quân tức giận tống cổ ra ngoài. Thì ra đế quân chỉ coi ta như thú cưng thật sao. Thành Ngọc tới phủ Ti Mệnh chơi phát hiện ra đống bản vẽ lỗi, kêu ai mà biến thái nghĩ ra cái này vậy. Ti Mệnh bột miệng phun ra, chẳng phải Liên Tam điện hạ muốn làm cho cô sao. Phượng Cửu dỗi bỏ đi nhưng không nỡ đi xa, sợ đế quân không tìm ra nàng. Lâu không thấy đế quân đi tìm nàng, lại về ngó xem đế quân có tìm mình không, thì thấy đế quân đang ngồi thư thả vẽ tranh, trả để ý tới sự biến mất của tiểu hồ ly. Bên trong thì Cơ Hoành xem không hiểu bản vẽ nhưng mang danh sửa lại bản vẽ mà không vẽ chi tiết được thì nó quê gì đâu. Đành phải hỏi đế quân, làm đế quân nghi ngờ cô vẽ được chi tiết phức tạp, tại sao chỗ đơn giản như này lại không biết. Cơ Hoành vẫn cố bao biện vẽ được là do mình ăn may thôi, còn đòi vẽ lại xong pháp khí mong đế quân thưởng cho bức tranh kia. Đế quân ok luôn, nhưng vẽ mãi đến buồn ngủ rồi mà chưa xong, ngài dục không làm được về đi mai vẽ tiếp cơ mà nàng chối vẫn ở lại quyết vẽ co xong. Phượng Cửu bên ngoài không nghe thấy, tưởng hai người tình tứ với nhau càng cay hơn. Hôm sau Cơ Hoành đi chơi với đế quân, hồ ly bám theo gato thì bị Cơ Hoành phát hiện lôi ra đùa nghịch như thú cưng. Nàng cay quá cào vào mặt Cơ Hoành một cái, Đông Hoa thấy vậy liền kéo ra. Dạo này ngươi ngang bướng quá đó, rồi cho người nhốt tiểu hồ ly lại và đưa Cơ Hoành đi.
Trọng Lâm thấy tiểu hồ ly buồn không nỡ làm thế liền đưa cô về phòng một lát. Trọng Lâm đem đồ ăn tới giảng giải là Cơ Hoành bị hàn độc bị thương nhẹ cũng sẽ ra máu không ngớt, phải mất rất nhiều thời gian và tái bổ dược liệu mới chữa được. Ngươi làm như vậy khiến đế quân càng lo cho nàng, chưa để tâm được tới ngươi đâu, làm Phượng Cửu khó chịu đòi ra ngoài. Ngó thấy Đông Hoa cho thú cưng sư tử ăn linh hoa mà nàng chỉ được ăn món cá khó nuốt khiến nàng càng gato tủi thân. Lúc đế quân rời đi, con tuyết sư đó trở mặt ngay, thì ra ngươi là con hồ ly bao lâu nay được đế quân cưng chiều và cho một phát. Này thì cậy được đế quân cưng chiều xong làm hại Cơ Hoành nè. Tuyết sư hành hạ hồ ly còn cướp đi dây đeo cổ đế quân làm nữa, sau đó đánh hồ ly xuống hồ. Bên này Ti Mệnh câu cá nhưng cá chả thấy đâu, câu ngay được con tiểu hồ ly thân tàn ma dại ướt như chuột lột. Ti Mệnh xin thuốc rồi gom góp biết bao nhiêu tài bổ dược liệu chữa thương cho Phượng Cửu khiến cho tinh quân thắc mắc ai mà có phúc vậy. Ti Mệnh chỉ than nghiệt duyên, đều là nghiệt duyên cả. Phượng Cửu uống thuốc đến cả chén thuốc cũng được làm mát vì Ti Mệnh nhớ nàng sợ đồ nóng. Khiến nàng ta rất cảm động nhưng vẫn đau lòng vì đế quân. Là một đế cơ đạo hạnh cao thâm sao tự nhiên biến mình thành bộ dạng như này. Phượng Cửu không nói, Ti Mệnh chỉ biết thở dài bỏ đi. Bên này đế quân quyết định 2 ngày nữa hành lễ tế trời cưới Cơ Hoành. Ti Mệnh biết tin về nói chuyện này cho hồ ly biết. Thấy cô buồn và có vẻ không cam chịu, bèn khuyên 2000 năm nay là quá đủ rồi. Nên về Thanh Khâu thôi, dù gì người ta cũng sắp lấy vợ rồi, cố chấp bây giờ khiến người ta khó chịu đó. Ti Mệnh đưa Phượng Cửu đi gặp Đông Hoa lần cuối. Đình hóng mát đế quân làm cho cô bây giờ là nơi Cơ Hoành đứng. Món cá thay bằng món tuyết linh chi và thú cưng ăn bây giờ là tuyết sư. Thấy mà đau lòng, nhìn thanh kiếm mình sửa mà càng đau, nó vốn có thể tốt hơn nếu được ta tu sửa. Không biết vô tình hay cố ý, đế quân nhìn nàng lần cuối rồi quay lưng đi. Video hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ bọn mình nhiều hơn trong những video tiếp theo nhé.